thấy cây bưởi nhà hàng xóm sai quả quá lại còn vừa tầm với nên lén hái một quả ăn, nhưng quả bưởi lại to hơn cái khung cửa nên đành nghĩ ra một cách. Đó là bóc vỏ bên ngoài và chỉ mang phần ruột vô ăn thôi, vừa có quả ăn lại còn không phải dọn vỏ quả là thông minh. Sau một hồi miệt mài bóc vỏ cuối cũng xong, đúng là khi muốn ăn thì luôn có cách mà.